Rồi em chào các bác nhé. Nếu mà cứ bịt thì logo này thì anh em nghe chất vừa rồi sẽ nghĩ ngay đến âm ly đờ nông. Đấy, từ cái thiết kế kiểu dáng đến cái chất. Đấy, nhưng mà đây là một em Kenwood. Đấy, em này cho lực bass rất tốt. Em này nó có những cái thế mạnh sau này, em giới thiệu cho các bác này. Cái đầu tiên ý, nó là chất âm. Chất âm em này rất là hay. À, hay và lại còn giá hợp lý cơ, bởi vì cái thế mạnh của nó là cái thương hiệu Kenwood. Thế mạnh ở đây tức là thế mạnh là thương hiệu này nó không có tiếng lắm, nó không có tiếng như đàn ông, cho nên là tầm tiền hợp lý mà chất âm lại hay. Và cái ưu điểm nữa muốn giới thiệu đến các bác ấy, đó là cái phần sạch mã của nó rất hay. Và so với những cái em đàn ông và những em săn xui, ví dụ săn xui ban 7DG này, ban 9DG này, đờ nông các dòng 580D, 880D, 890D ấy, thì em này có phần giải mã em đánh giá là gọi là tân tiến nhất. Chưa lo đến chất nhá. Chất thì về lực với các thứ thì nó nhỉnh hơn 890D một chút. Nhưng về cái thiết kế là nó tân tiến nhất. Tức là cái chuyển mạch từ analog sang digital em thấy là nó tân tiến nhất, nó văn minh nhất. Đấy, nó đây. Ví dụ anh em lúc đầu anh em đang nghe này, anh em đang nghe nhá, thì anh em có thể thấy là đèn analog nó lên này. Đấy, em giải thích cho các bác sẽ thấy là nó tân tiến hơn, đặc biệt là những anh em nào đang dùng những em 890D, 880D, 580D. 580D hiện tại lô này em cũng về nhiều nhá. Đây, đấy, đây analog nhá. Nhưng khi các bác chuyển sang quang, các bác chỉ cần du duy nhất một nút digital lên đèn luôn nhá. Cái này em đang xuất ra là 44, tức là nguồn phát em đang phát từ chiếc Marang này. Đấy, nó rất hay ở chỗ đấy, nó rất là đơn giản. Thực ra nếu mà với những anh em mà ưa công nghệ, thích công nghệ và những anh em kiểu trẻ trung ấy, thì những cái chuyện mà kiểu vặn như cái 8580D các thứ này rất đơn giản. Nhưng mà với những anh em mà không khoái lắm về công nghệ và các bác mà có tuổi một chút ý, thì các bác dùng chiếc này là rất là thích. Đấy, analog, ta bấm phát analog là xong. Ok chưa, là lên. Đấy, còn dùng digital làm phát này, đấy là xong. Đấy, nó có một ưu việt nữa, bây giờ em quay đằng sau cho các bác xem nhé. Đấy, quay đằng sau cho anh em nhìn. Đầu tiên này, là anh em phải thấy này, cái thiết kế mặt là đã thế rồi, đằng sau nó cũng rất là đơn giản. Đấy, anh em cắm thì ví dụ đây cổng quang cắm, anh em nhìn đây nhá, quang nó màu đỏ mà nó đường ánh sáng, thì ví dụ mình đang cắm là đường date của optical mình vặn. Còn ví dụ anh em có một thiết bị giải mã khác, anh em cắm đường CD VDB đây chưa, chuyển đây nhá, giả dụ em chuyển đây cho các bác. Ok chưa? Đấy, thì ở trên này thì các bác vẫn đang dùng digital nhé. Thì các bác vặn sang đây. Đó. Đấy, lên chưa? Tức là ý em ở đây này, nếu trường hợp anh em có một đường quang, một đường giải mã, xuất âm một đường giải mã thì nó đơn giản rồi. Nhưng mà trường hợp em này nó có thêm cái tùy chọn nữa. Đấy, để các bác có thể chơi được nhiều các thiết bị. Đấy, cái hay của nó đấy. Thử cho các bác xem của này đó nha. Đấy, vặn sang đây, lên đèn VDP2 đây, phải gạt nó xuống. À, anh em nhớ là gạt cái này xuống nhá. Đấy, tức là nó có ba tùy chỉnh cho anh em ba đường quang. Đấy, thường thực ra bây giờ là anh em chơi giải mã là một đường quang là nhiều nhất, đến 95% là anh em chơi một quang, tức là anh em chỉ có cái tivi thôi. Còn đầu đĩa thường anh em dùng analog. Nhưng còn một số hi hữu anh em thì dùng đường CD, cũng dùng đường quang, thì em này cái option này nó lợi thế. Còn thêm một đường nữa thì em nghĩ là không bao giờ đến.
cực kỳ là đến hai đường quang thôi. Đấy. Đấy, để anh em mình chung nhé. Đấy là về cái quang. Đấy. Còn về cái công suất của em này thì cũng rất là đáng nói. Anh em để ý trên thị trường bây giờ những cái dòng âm ly mà có giải mã công suất chủ yếu, công suất tiêu thụ nó khoảng trên 200W thôi. Đấy. Ví dụ như Đờ Đông 580D thì nó chỉ khoảng độ 100 gần trên dưới 170W. Còn Đờ Nông 880D và 890D thì nó chỉ 216W. Trong khi em này thì nó lại là 260W, đúng không nhỉ? Đúng không? Đấy. Cho nên là rất là lợi. Đấy, tầm tiền hợp lý và tiếng rất là tốt. Tiếng rất là lực nha anh em nhé. Bây giờ em cắm trở lại cái đường bình thường này. Này. Em sẽ đưa đến VDP đi. VDP để cho mình để như này nó cân đối. Đấy. Cứ như thế này thôi. Đấy. Còn bây giờ anh em dùng iPad, điện thoại anh em cứ làm một cái nút này là xong. Chuyển sang là lóc luôn. Mà bát em đánh rất là lực nha anh em nhé. Vì cái công suất tiêu thụ nó khá là lớn. Cho nên là đánh. Hiện tại em đang test với bát 40 đây này. Của Mỹ này, Sherwin này. Mà đánh thì bát của nó thì rất là gấu luôn. Đây, mới khoảng mình để khoảng tầm độ 2 giờ. Tép mình để tầm 2 giờ. Em này nó có cái bát Inter này nhá. Thì nó là tương đương với cả lô lớp. Anh em nào mà quan tâm những cái âm ly giải mã của Nhật Sĩ tầm tiền thì đừng quan tâm đến cái thương hiệu, mà anh em quan tâm đến chất âm. Quan tâm chất âm và tầm tiền nó hợp lý thì là anh em chơi thôi. DA9010. Bản thân cái model của nó viết luôn là DA thì mình rất dễ hiểu. Cái D thì nó là viết tắt của Digital, A là Analog. Đáng đây là vì nó viết thành model, chứ nếu không nó viết nó sẽ viết một cái gạch một cái D, tức là đi Digital Analog Computer, tức là chuyển đổi tín hiệu. Thì em này là tích hợp hết rồi. Đó, đây là một chiếc âm ly rất là đáng để chơi. Rất là đáng để chơi nha anh em nhé. Quay lại lần nữa để anh em nhìn. Anh em quan tâm thì alo trực tiếp cho bên em.